Sau đây là một số cái tuyệt chiêu để chúng ta giải cái bài tập dạng bài tập mà xác định chiều chuyển dịch cân bằng thật nhanh. Chiều thứ nhất là nếu mà nó liên quan đến nhiệt độ thì các bạn cần nhớ cho thầy bốn chữ vàng sao tăng thu giảm tỏa Đấy, bốn chữ vàng Tăng, thu, giảm tỏ. Thực ra ấy, Thì nếu mà theo bản chất Thì cái điều này nó rất dễ hiểu thôi Là khi mà chúng ta tăng nhiệt độ Giải thích nhé Tăng nhiệt độ Khi chúng ta tăng nhiệt độ Thì dẫn đến Chuyển dịch cân bằng Sẽ có xu hướng chuyển dịch theo chiều chống lại sự tăng của nhiệt độ đúng không Đấy. chống lại sự tăng nhiệt mà chống lại sự tăng nhiệt chống lại sự tăng nhiệt thì chính là cái việc mà hấp thụ nhiệt đúng không chống lại sự tăng này chống lại sự tăng thì tương đương với là hấp thụ nhiệt hay là tương đương với là thu nhiệt được chưa và ngược lại và ngược lại là khi mà chúng ta giảm nhiệt độ giảm nhiệt độ thì dẫn đến cân bằng chuyển dịch sẽ có xu hướng chuyển dịch theo chiều thì cân bằng chuyển dịch sẽ có xu hướng chuyển dịch theo chiều chống lại sự giảm đó. chống lại sự giảm nhiệt mà chống lại sự giảm nhiệt tương đương với là tọa nhiệt đấy thế nên thầy mới có bốn chữ vàng đó là tăng thu giảm tỏa nhưng nếu mà chỉ thuộc có bốn chữ vàng này thôi thì các em vẫn chưa có đủ level để giải được những cái bài tập về xác định chiều chuyển dịch cân bằng dựa vào nhiệt độ lý do là chúng ta còn phải áp dụng thêm một vài cái đơn giản nho nhỏ nữa mà mình được học từ hồi lớp 10 đó là delta của phản ứng mà lớn hơn không thì chiều thuận của phản ứng thì chiều thuận của phản ứng là chiều thu nhiệt hay tỏa nhiệt hả các em? là chiều nào? Thu nhiệt hay tỏa nhiệt? Chiều thuận của phản ứng. Là thu nhiệt hay tỏa nhiệt ạ? À? đấy, nhiều bạn hay bị nhầm lẫn chỗ này lắm. Người ta lớn hơn không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa giống như kiểu là ta đi chợ ấy, là ta lại. Đúng không? Ta lãi là ta gì ạ? Lãi là ôm tiền về, dương tiền về đúng không? Dương tiền về là gì? Ôm tiền về, ôm tiền về là thu. Đấy, đấy. thế ra lớn hơn không thì chiều thuận phản ứng là chiều thu nhiệt đấy, mình phải nắm cái chỗ này nữa nhá. Thu nhiệt. Và ngược lại, delta H mà nhỏ hơn không thì chiều thuận của phản ứng của phản ứng là chiều tỏa nhiệt. Được chưa? Đấy, nó rất dễ thôi. Đấy thì chúng ta chỉ cần áp dụng những cái chiêu đó thì chúng ta sẽ giải được những cái bài tập ví dụ về cân bằng chuyển dịch khi mà dựa vào nhiệt độ. Đây chúng ta cùng lưu ý đầu tiên ạ. Ta sẽ có ví dụ số 1. Ammonia có thể được tạo thành từ nitrogen và hydrogen theo quy trình Haber Bosch theo phương trình sau đây. Đấy các bạn quan sát này. Bạn quan sát này. Delta RH0298 nhỏ hơn không? Đầu tiên mình để ý cái điều này đã. Do delta RH0298 nhỏ hơn không nên chiều thuận của phản ứng. Chiều thuận của phản ứng là chiều gì ạ điện hát nhỏ không ạ à? vậy là âm rồi âm là lỗ lỗ là vung ra đúng chưa là chiều tỏa nhiệt được chưa giờ tiếp tục này Để bài bảo này khi giảm nhiệt độ mình đọc bốn chữ vàng đúng chưa mình đọc bốn chữ vàng tăng thu giảm thì phải làm sao tỏa đấy giảm thì phải tỏa có nghĩa là giảm thì phải cân bằng chuyển dịch theo chiều Tỏa nhiệt đúng không? giảm một cân bằng chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt vậy là chuyển dịch theo chiều gì đây thuận bởi vì chiều thuận là chiều phản ứng tỏa nhiệt tương đương với cân bằng chuyển dịch theo chiều Đấy, các bạn thấy dễ dàng ngon lành chưa dễ hai nhỏ áp suất áp suất với áp suất các bạn cũng chỉ cần nhớ chiêu cho thầy tám chữ vàng như sau tăng áp, tăng áp, giảm khí, giảm áp, tăng khí, Đấy. tăng áp thì giảm khí, mà giảm áp thì tăng khí. Đấy, chỉ cần nhớ thì tám chữ vàng. Có nghĩa là như thế nào? Giải thích. Có nghĩa là khi mà ta tăng áp suất, tăng áp suất của hệ, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại sự tăng áp suất, nhá, chống lại sự tăng áp suất thì phải giảm cái thằng khí đi, thấy chưa? Chống lại sự tăng áp suất là giảm khí giảm hệ số của chất khí tương tự như vậy thì nếu mà giảm áp suất của hệ giảm áp suất của hệ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm tăng Hệ số của chất khí Ok chưa Đấy Nhưng mà ở trong này chúng ta còn có một lưu ý nữa Là Với chất rắn Thì mình coi như là hệ số nó bằng 0 Nhá đấy, Với chất rắn Thì coi Hệ số bằng 0 Chất rắn rắn thì hay được viết Tắt là S đấy Đúng không ạ Đấy ở đây với cái ví dụ số 2 Đầu tiên chúng ta nhìn thấy này Delta H của chúng ta là lớn hơn không Các bạn nhìn thấy không Vậy thì chiều thuận Chiều thuận Là chiều mà phản ứng Thu hay tỏa nhỉ Là chiều phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt à, Dương Dương là ôm vào đúng không Nên nó là thu nhiệt Vậy tương đương với là chiều nghịch nó sẽ là tỏa nhiệt. Bây giờ sử dụng bốn chữ vàng thôi. Tăng thu giảm tỏa. Tăng thu. Chiều nào thu nhiệt? Đấy, chiều thuận. Đấy. Dẫn đến cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Đấy, thấy không? Bốn chữ vàng là thầy bá đạo không? À? Dã man không? À? Kinh khủng không? À? Đấy. Đấy là xong về cái nhiệt độ nhá. Bây giờ sang áp suất chung. Thế thì muốn giải về cái áp suất chung ấy thì chúng ta cần phải nhớ đến cái việc đó là chúng ta phải đi xác định là tổng hệ số chất khí của cả hai vế. Ta sẽ có tổng hệ số chất khí của vế trái. Nhiều bạn bảo là hai thì sai, bởi vì đây là chất rắn nên tổng hệ số chất khí của vế trái bằng 0. Chất rắn thì coi như là hệ số khí nó bằng 0 nhé Đúng không? Tổng hệ số chất khí của vế phải, đây là chất rắn là coi như không rồi. Đây là một chất khí cộng một chất khí là hai đúng không? Đấy không hai Tăng áp Giảm khí Giảm áp Thì phải tăng khí Thế bạn quan sát này Từ 0 sang 2 là tăng Hay là từ 2 về 0 là tăng Đúng không? Ai nhìn được điều này Điều rất đơn giản đúng không? 0 đến 2 là tăng Đúng không? Vậy là chiều gì? Thoạn. Vậy khi giảm áp suất Của hệ này, Tăng khí Tăng áp Thì giảm khí Giảm áp Thì phải tăng khí Đúng không ạ? Vậy cả hai AB thì đều là chiều thuận hết. Ok, chúng ta sẽ giải ví dụ số 3. Cân bằng hóa học trong bình kín, biết phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt, thuận là tỏa nhiệt rồi. Thuận thì là tỏa nhiệt. Thuận thì tỏa. Vậy là nghịch, phản ứng nghịch thì nó sẽ là thu. Đúng không ạ? Tăng thu, giảm tỏa. Vậy giảm nhiệt độ thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt và tỏa nhiệt thì đúng vậy với lại chiều thuận tỏa nhiệt tương với chiều thuận được chưa b giảm nồng độ O2 giảm nồng độ O2 thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều tăng nồng độ O2 đúng không cân bằng sẽ phải chuyển dịch theo chiều tăng nồng độ O2 theo chiều tăng O2 Chiều thuận là mất O2 đi Đúng không? Sinh ra SO3 mà Mất O2 đi Và chiều nghịch Là chiều các em nhìn thấy sinh ra O2 SO3 sinh ra SO2 và O2 Vậy chiều tăng thì nó sẽ là chiều nghịch Được không ạ? Rất dễ C nào Giảm áp suất của hệ phản ứng Giảm áp suất hệ phản ứng Bây giờ mình đi xét tổng hệ số khí của vế trái 2 cộng 1 bằng 3 Tổng hệ số khí của vế phải là 2 Đúng không ạ? Tăng áp giảm khí Giảm áp thì phải tăng khí Giảm áp Tăng khí Vậy giảm áp tăng khí Vậy là phải là từ 2 về 3 Tương với chiều mũi tên Nó sẽ là chiều nghịch Đúng không em? Hay chưa? Dễ dàng chưa D này Giảm nồng độ SO3 Giảm Nồng độ SO3 Thì Cân bằng phải chuyển dịch theo chiều Chống lại sự giảm Có nghĩa là cân bằng chuyển dịch theo chiều Tăng nồng độ SO3 lên Và tăng nồng độ SO3 lên là sinh ra SO3 đúng không Và sinh ra SO3 thì nó phải cân bằng chuyển dịch theo chiều gì Dễ chưa? ở à, cái ví dụ số 4 này các bạn cần lưu ý nhé. đầu tiên để bài nói chúng ta là khi tăng áp suất chung để bài hỏi chúng ta là tăng áp suất chung thì chúng ta phải nhớ thầy là tăng áp giảm khí đúng không giảm khí Đấy, ta có tăng áp giảm khí giảm áp tăng khí tám chữ vàng thế thì cái việc giảm khí thì bây giờ mình phải đi xét về tổng hệ số chất khí đúng không thì anh số 1, phản ứng số 1 thì tổng hệ số khí là 3 Với trái là 3, với phải là 2 Thể giảm khí là 3,2 vậy nó là phải chiều thuận. Đúng không? Anh đấy là anh số 1, anh số 2 xe CO3 chất rắn. Vậy là hệ số 0 xe CO chất rắn hệ số 0 tiếp. Đúng không? CO2 khí vậy 1. Đấy. Vậy giảm khí là 1,0 vậy là chiều nghịch. Được không ạ? Anh số 3 này. Tổng hệ số chất khí ở vế trái là 2. Tổng hệ số chất khí ở phía phải là một Mà đây là cần giảm khí Vậy là 2 về 1 Vậy là chiều thuận Vậy là đáp án chốt của chúng ta là một Giảm khí đúng không? Tăng áp suất chung Thì phản ứng số 1 chúng ta là chiều thuận Phản ứng số 2 chúng ta là chiều nghịch Và phản ứng số 3 của chúng ta là chiều thuận Rất dễ Ví dụ số 5 Chúng ta phải lưu ý Cho cân bằng hóa học cân bằng chuyển dịch theo chiều Như nào khi Đầu tiên ta thấy là delta RH0298 là âm Đúng không? Âm là nhỏ hơn 0 Nhón không vậy thì chiều thuận Âm mà Là chiều tỏa nhiệt Và chiều nghịch Sẽ là chiều thu nhiệt Đúng không? Vậy ta có này Tăng thu giảm tỏa Vậy tăng thu nhiệt Và thu nhiệt thì tương ứng với lại chiều nghịch Nên cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch đúng không ạ? Đấy, bắt đầu tiếp tục. Tăng áp thì phải giảm khí. Ta có tổng hệ số chất khí với trái là 2, tổng hệ số chất khí với phải là 1. Giảm khí từ 2 về 1. Vậy là chiều. Không ạ? Rất dễ dàng. Hóa học hóa không bao giờ, chưa bao giờ chúng ta từng nghĩ là nó dễ như thế. Ở ví dụ sau chúng ta cần lưu ý rằng là cân bằng chuyển dịch như nào nếu thêm H2 vào cân bằng. Khi thêm H2 vào cân bằng thì dẫn đến là nồng độ của H2 tăng. Nhá. Nồng độ. Của H2 tăng. Thì chuyển dịch cân bằng phải chống lại sự tăng. Dẫn đến cân bằng phải chuyển dịch theo chiều chống lại sự tăng H2. Đấy. Theo chiều chống lại sự tăng H2. có nghĩa là phải làm mất làm giảm bớt H2 đi. Làm giảm bớt H2 đi thì nó là chiều thuận đúng không? Đấy nên là ý A là chiều thuận. Và tương tự như vậy, với B thêm NH3 vào cân bằng thì cân bằng chuyển dịch theo chiều phải chống lại sự tăng NH3. Vậy là nó sẽ phải chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ NH3 đi và giảm nồng độ H3 đi là chiều nghịch. Và ngược lại, loại bỏ bớt NH3 thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều làm tăng nồng độ NH3 lên và tăng nồng độ NH3 lên thì nó là chiều thuận. Rất dễ dàng và đơn giản. Ta có với ví dụ số 7 này phản ứng hóa tổng hợp ammonia là đấy, hãy giải thích tại sao người ta thực hiện phản ứng tổng hợp ammonia ở khoảng 400 đến 500 độ C. Và dưới áp suất cao. Thực tế thì càng cao càng tốt và dùng sắt hoạt hóa xúc tác. Thì đầu tiên thì Minh giải thích cho các em là tại sao phải dùng sắt để hoạt hóa xúc tác đấy. Thì bởi vì là cái phản ứng này ấy, thể sử dụng xúc sắt để hòa hóa xúc tác là nó tăng cái tốc độ phản ứng lên đúng không ạ? Đấy thì nó phải giúp tăng tốc độ phản ứng lên thì thì thời gian phản ứng nó nhanh hơn. Đấy là một. Thế thì bây giờ tại sao lại nó lại xuất hiện có câu hỏi này đã? Đấy, tại sao lại hỏi như này? Thì thường thì có một cái kỹ năng là khi mà đề bài mà hỏi là tại sao như này thì thì chúng ta sẽ có một cái, cái 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 từ đặc biệt là từ thích hợp. Ai hỏi em em bảo tại vì cái khoảng nhiệt độ từ 400 đến 500 độ C này nó là khoảng nhiệt độ thích thở. Được chưa? Và cái áp suất từ 100 đến 150 này thực tế càng cao càng tốt này nó là một cái áp suất thích hợp để mà tổng hợp ammonia tốt nhất. Đúng không? Giải thích thích hợp là xong rồi. Nhưng giải thích như thế các bạn vẫn chưa hiểu bản chất. Nên là thầy Minh muốn nói cho các bạn hiểu sâu hơn một bản chất nữa. Nhá. Đầu tiên chúng ta quan sát này. Delta RH0298 tám là âm 92 kJ. Thì âm 92 kJ đấy thì nó là nhiệt độ là delta H là nhỏ không vậy chiều thuận là chiều tỏa nhiệt thế thì theo cái nguyên lý mình đã học thì chiều thuận là chiều tỏa nhiệt vậy muốn tăng hiệu suất của phản ứng thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều thuận đúng không? kích thích thuận thì tăng thu giảm tỏa vậy phải giảm nhiệt độ chứ không đúng không? tăng thu giảm tỏa thì phải giảm nhiệt độ mà giảm nhiệt độ thì phải thực hiện ở nhiệt độ thấp chứ không phải thực hiện nhiệt độ cao bởi vì chiều thuận thì chiều tỏa nhiệt Tăng thu giảm tỏa mà Thì đáng nghĩa Là phản ứng phải thực hiện ở nhiệt độ thấp Mà tại sao lại thực hiện nhiệt độ cao này 400 đến 500 độ C là cao Tại sao lại thế Đấy, Cái ý của đề bài là hỏi là tại sao thế Đáng nghĩa là phản ứng này Muốn kích thích hiệu suất phản ứng xảy ra Cao Thì ta phải giảm nhiệt độ Tại sao lại tăng nhiệt độ Đấy, thì bây giờ cả cái câu giải thích của thầy Minh dành cho các em đó là nếu mà chúng ta thực hiện là phản ở nhiệt độ thấp ấy thì nó sẽ dẫn đến là tốc độ phản ứng sẽ đã chậm và tốc độ phản ứng sẽ đã chậm thì có thể là hiệu suất cao đấy nhưng mà em phải đợi 100 năm, 200 năm hay 1.000 năm thì em còn sống nữa không để em đợi đúng không? không thể đúng không? đấy thì đấy là ví dụ này thì đây nó là ở cái khoảng nhiệt độ là thích hợp nhất thực hiện phản ứng này. Đấy, chưa? đấy giờ các bạn đã hiểu tại sao lại có từ thích hợp chưa? Thì tiếp tục này Bây giờ đến cái áp suất. Đấy tổng hệ số chất khí của vế trái là 4, vế phải là 2 thì tăng áp giảm khí. Tăng áp giảm khí. Thế là để cho 4 thành 2 thì mình phải tăng áp, thực tế càng cao càng tốt. Thế nhưng mà tại sao lại thực hiện là 100 đến 5 150 độ C, à, 100 đến 150 áp một phen? Đấy giờ thầy mới giải thích. Cái từ thích hợp là đúng rồi, nhưng giải thích. Tại vì cái việc mà tăng áp suất lên là thực hiện cực kỳ khó khăn Nên đây là một cái mức áp suất hợp lý Bởi vì là để cân đối với lại chi phí Được chưa? Đấy, các bạn chú ý nhé Đấy là cái lời giải thích của thầy dành cho cái ví dụ số 7 à, Ví dụ số 8 này Dự đoán sẽ thay đổi của nồng độ CO thu được ở trạng thái cân bằng mới khi tăng nhiệt độ Và giữ nguyên áp suất Thế thì Nên là RH0298 này là lớn hơn không? Vậy chiều thuận của chúng ta là chiều thu nhiệt thuận là thu nhiệt chiều thuận là chiều thu nhiệt vậy thì chiều nghịch là chiều tỏa nhiệt đúng không chiều nghịch nó sẽ là tỏa nhiệt tăng thu Đấy, tăng nhiệt độ thì phải cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt thì thu nhiệt thì sẽ là cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận nhé vậy a à, là chiều thuận rất dễ thế chiều thuận là chiều gì ạ? Chiều thuận là chiều tăng nồng độ CO. Tăng nồng độ CO. Ok chưa ạ? Ý B này, dự đoán sự thay đổi của nồng độ CO ở trạng thái cân bằng mới khi tăng áp suất của hệ và giữ nguyên nhiệt độ, các bạn cùng nhìn này. À tổng hệ số khí của vế trái là 2, tổng hệ số khí của vế phải cũng là 2 bằng nhau. Nên khi mà tổng hệ số khí của hai vế bằng nhau thì áp suất không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng được chưa phải do là tổng số hệ số khí của hai vế bằng nhau YB là không ảnh hưởng Không Thay đổi Có nghĩa đồng độ của CO không thay đổi Chuyển dịch không nghiêng với mình nào Đây, đây là xong ví dụ số tán. bạn nhìn này Đầu tiên này là hình ảnh dưới đây là hình thành biểu tự sự thay đổi màu sắc của là bình chứa nấu hài nhiệt độ không độ C 25 độ C và 100 độ C ở đây ta nhìn thấy rằng là chúng ta có một cái chuyển dịch cân bằng là hai lần nấu hai chuyển thành nấu hai bốn và từ màu nâu đỏ thì chuyển thành không màu Thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn thấy một điều như sau là khi mà tăng nhiệt độ lên ta nhìn thấy là tăng nhiệt độ lên đấy là cái bình chúng ta là Đậm dần lên nhận xét đầu tiên là tăng nhiệt độ tăng nhiệt độ thì dẫn đến là màu đậm dần và đậm dần thì là gì ạ? N24 nó không màu cơ nên đậm dần là không thể là từ NO2 chuyển thành NO24 được. Mà đậm dần là phải chuyển ngược lại, đúng không ạ? Từ NO2 O4 chuyển lại thành NO2. Thì nó không màu thành màu nâu đỏ là đậm dần lên. Đúng chưa? Thì tương ứng với lại là chuyển dịch theo chiều nghịch. Đúng không ạ? Thế mà mình có tăng thì là thu nhiệt. Tăng thu. Vậy suy ra. Từ đây kết luật luận Chiều nghịch Là chiều thu nhiệt Là chiều thu nhiệt Mà dĩ nhiên rồi Chiều thuận Sẽ là chiều Chiều tỏa nhiệt Đấy Vậy suy ra này Chiều thuận Là chiều tỏa nhiệt được chưa? đấy, rất dễ thôi, là chốt xong rồi phản ứng thuận là phản ứng tỏa wow, nhiệt, rất dễ, nhá. ta sẽ có trộn một lượng hydrogen chất khí không màu một lượng iodide H2 không màu iodide màu tím, được chưa? HI không màu, giải thích tại sao hỗn hợp màu tím của khí lại nhạt dần suốt lúc ban đầu? Thì cái câu chuyện này nó rất đơn giản Bởi vì là khi mà bắt đầu trộn vào Ban đầu Thì chưa phản ứng Chưa có phản ứng xảy ra Dẫn đến Y2 Màu tím Được chưa Sau đó là phản ứng xảy ra Được chưa Phản ứng xảy ra thì có nghĩa là cả các chất phản ứng tác dụng với nhau để tạo thành các chất sản phẩm. Đúng không? Thì dẫn đến là gì ạ? Nồng độ của I2 giảm dần dẫn đến màu tím nhạt dần. Nhưng Đấy, nhạt dần cho ban đầu. Đấy, bởi vì nó, nó giảm dần để nó tạo thành HI mà. Còn b sau một khoảng thời gian màu tím cũng là không đổi chứng tỏ nồng độ của chất là không đổi sau một khoảng thời gian thì màu tím không đổi sau một khoảng thời gian thì màu tím không đổi thì màu tím chính là cái màu của y2 đúng không màu tím không đổi dẫn đến nồng độ của y2 không đổi do đã đạt trạng thái cân bằng được chưa ạ